Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip này để hướng dẫn cho các bạn bạn làm mới tập chơi mà chưa biết cách ấy, để có thể tìm được con chồn. Bình thường thì chồn thì nó đặc tính của nó là nó ở rất là rộng. Ít nhất là thì một đàn chồn có thể ở trong phạm vi cây số có thể tầm 3 cây số vuông. Nên nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là rõ ràng là thấy chạy qua về vác đồ nghề ra thì nó chạy mất. Thì đây bạn nhìn này, khu này rất là rộng này. Đấy. Nhưng mà đây là trong thành phố nên là nó sẽ kiểu gì kiểu nó sẽ dễ tìm hơn là khu vực đồi núi. Nếu mà các bạn ở khu vực đồi núi đấy, thì các bạn phải tìm vào những cái khe suối ven bờ ruộng hoặc là có thể chỗ nào mà có bãi rác. Chứ còn nếu các bạn thấy nó chạy trên đồi đấy thì các bạn không bao giờ tìm được nó, tại vì nó chỉ di chuyển thôi. Đồi khô nó không gì ăn cả. Thì đây, như mình tìm một cách rất đơn giản. Cái này thì cũng rất nhiều anh em áp dụng. Thì anh em làm biết rồi thì thôi, nhưng đây mình sẽ chỉ cho những bạn mà chưa biết một cách. Đây thì mình sẽ để cái loa này ở đây, sau đó mình sẽ đứng ngồi lại, bạn đứng nhìn cái núp núp đi nhé, quan sát kỹ. Nếu chỗ cỏ tốt này thì mình khó có thể là nhìn được nó, nhưng mà con có thể thấy cỏ động, chúng ta đập, kỹ đi này, và chúng ta kích loa này. Khi chúng ta thấy vậy rồi, chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ tắt tiếng đi. Kẻ đang tìm kìa, chúng ta sẽ tắt tiếng đi, chúng ta sẽ chờ một tí, kiểu gì nó cũng sẽ bỏ đi. Và khi nó bỏ đi rồi thì chúng ta sẽ ra đây, chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Cái này thì không chủ quan được nha. Tôi thấy nó rồi đấy, chúng ta sẽ lấy đồ này ra. Tôi đi cho một mình nên là chắc chắn là nên là các bạn sẽ thấy tớ đánh con này. Chúng ta thật nhẹ nhàng với nhé, vì nó khi nó thấy chúng ta rồi là nó sẽ không quay lại nó lần hai nữa đâu. Bình thường thì chồn nó rất là ngu, nhưng mà nó cũng ngu trong phạm vi thôi, còn đâu thì nó khôn hơn các loại chim rất là nhiều. Chúng ta lừa nó một lần thì lần thứ hai sẽ rất khó lừa nó, nên là chúng ta phải lưu ý. Nên chúng ta phải chờ xem phải đủ cho nó bỏ đi nhé, chứ đừng nóng vội. Xem nó bỏ đi chưa. Khi nó là ở đây rồi, chúng ta sẽ không đánh vào cái chỗ này nữa. Chúng ta sẽ di chuyển đi một chút. Chúng ta rất nhẹ nhàng thôi nha. Chúng ta sẽ chọn được một cái điểm thế đánh thật đẹp. Để đánh vào chỗ này chết luôn. Chúng ta làm ở trong đây.
Thank you.
như trường hợp này mà chúng ta thấy nó rồi, chúng ta đánh đây mà nó không theo đấy, thì tốt nhất chúng ta sẽ di chuyển lên trên khoảng độ tầm đoạn chúng ta cắm. Chưa đi đâu xa cả nên là chúng ta sẽ lựa quả chanh này, chúng ta sẽ ép được.